Chào tất cả anh em nha. Hôm nay Lan em còn dư một số vỏ Chippo. Lên giao lưu cùng anh em ha. Anh em thích vỏ nào thì cứ inbox em. Đầu tiên là cái vỏ Vintage mọc ngược 1992 ha, mạ bạc, chủ đề style phụ nữ ha. Chủ đề khắc ăn mòn. 1992. Liền lạc ha, mặt sau thì nó có file bạc nó ra đồng ở đây vài điểm ha. 1992 Vintage mọc ngược. Cắn đây tí xíu. Vỏ form Vintage. Vỏ này thì em giao lô với anh em là 400 nha, 400. Kế tiếp là một cái vỏ xưa. 1949 1950, vỏ đồng mạ rơm ha. Và cái cây này đã xả lớp rơm ra rồi. Còn cái vỏ này đã xả rơm ra rồi ha, ra màu đồng. Cũ nhưng mà còn vẫn zin nha anh em, zin ha. Vỏ này 70 tuổi rồi. Cái vỏ này thì em xin phép giao lưu với anh em là 800 nha, 800. Kế đến là một cái vỏ 2000 rất là đẹp luôn. Mặt trước thì nó có khắc cái chrome HP ha. Lề lối nguyên zin. Chưa cấn mớp. Vỏ này thì em xin phép giao lưu với anh em là 200 nha, 200. Và đây là một cái vỏ xưa nữa, 1956, xả rơm mọc ngược ha, bạc ben hai bên, chỉ có cái ship 55 56 nó mới có cái mọc này thôi ha anh em. 1956. Xả chrome ha, ra rát. Vỏ còn rất là dày luôn ha, lề zin. Vỏ này thì em giao lưu với anh em là 600 nha, 600. Một cái vỏ nữa là 1996, em lem chủ cũ dán thêm ha. Có cắn đây xíu. Em lem không quân Hoa Kỳ nha. Chủ cũ dán thêm. 1996. Thì vỏ này thì em giao lưu với anh em là 250 thôi nha, 250. Có sao để vậy ha. Đây là một cái vỏ satin si bụi chống chày 2001. Nguyên zin ha, còn rất là đẹp luôn. Thì những cái dòng satin như thế này thì rất là ít xước ha, rất là khó xước nha anh em. Lề lối nguyên zin ha. Vỏ satin 01 200 nha, 200. Đây là một cái vỏ 1996. Rôm xước qua sử dụng ha, có cấn dăm li ti ha. Lề cũng còn ok ha, lề hơi cũ là còn ok ha. Mặt sau xước nhiều, thích hợp anh em về xả ha. Lề lối nguyên zin nha. Cái vỏ này thì em giao lưu với anh em là 200 thôi, 200 nha. Thì những cái vỏ này là về anh em chỉ việc gắn ruột và sử dụng thôi ha. Như cái vỏ này là nó tệ quá rồi nè, không có giao lưu được. Đây cũng là một cái vỏ xưa nữa. Vỏ này 1950 ha. Vỏ đồng mạ chrome, mặt trước chủ cũ khắc 1950 70 tuổi rồi ha. Những cái vỏ như thế này là rất là cứng cáp nha anh em. Lề lối nguyên zin, chưa cấn mớp. Những cái vỏ đồng mạ chrome xưa như thế này còn lớp mạ rơm á thì nó 999 nha anh em. 4950 ba hàng chữ mọc ngược 999 ha. Vỏ này là nếu zin nó sử dụng ruột niken nha. 999. Và đây là một cái vỏ rát 1990 new ha, chưa qua sử dụng, VI mọc ngược, chủ đề cô gái gì đó mà nó phai rồi, new ha. Để lâu thì nó bị oxy hóa, nó lên màu nhiều, chưa qua sử dụng nha. Nguyên zin ha, chuẩn chưa sử dụng, lòng nắp là chưa có xước luôn nha anh em. Cái vỏ này thì em giao lưu với anh em là 500 nha, 500. Vỏ ráp đáy lõm nha. Đây,
một cái vỏ mà Solid Draft 1992 đáy lòi ha. Bên đây là nó bị mờ một năm, ở mờ một tháng rồi ha. Solid Draft không có đóng chữ 1992 ha. Cái này về anh em châm thuốc ok ha. Nắp thì có cấn nè. Cái vỏ này thì em giao lưu với anh em là 250 thôi, vỏ còn rất là dày nha. Rách zin chứ không phải rách xả nha anh em. Solid rách zin ha. Có chạy mặt trước hay có cắn ha. 250. Đây là một cái vỏ đồng nữa, chủ đề dập nổi ha. Chủ đề về xe Ford 1949 1950. Vỏ đồng. Những cây này thì sử dụng ruột niken ha. Vỏ đồng mạ chrome. Con này thì em thay cốt rồi, cốt nó hơi cứng nha. Thì về anh em chai dầu rồi xài một thời gian là nó ok hết ha. Trơn lại ha. Lề lối zin chỉ có thay cốt thôi nha anh em. Chủ đề hãng Ford 4950, lề 5 chấu mập. Con này thì em giao lưu với anh em là 999 nha, 999. Những cái con vỏ xưa 4950 thì 999 ha. Đây, một con vỏ thép. Bắt đầu từ 53 54, hãng nó sẽ sử dụng cái số đăng ký bản quyền 7191 ha. Vỏ thép và cái dấu này, dấu lõm này là cái emblem ngày xưa ha. Emblem xưa thì họ sẽ khoét một lỗ và họ hàn chì vào. Và những cây xưa mà mất emblem thì cái thạch thạch của cái chip nó sẽ mất một lõm ha. Con này là lõi nguyên zin ha, 53 54 full thép. Phom gù luôn nha anh em, phom gù ha. Lề lõi nguyên zin full thép ha. Thì cái dòng thép này nó rất là cứng, rất là khó cắn mớp ha. Và cây này thì nó có dợn rồi. Cái vỏ này thì giao lưu với anh em là 500 nha, 500 500. Cái mọc này chỉ có trên con 53 54 thôi nha anh em, 53 54 ha. Cuối 54 thì cái vỏ nó vỏ đồng ha. Kế đến em giao lưu với anh em một con ba chấu 1947 ha, ba cháu 1947, em lem bạc khối nha, em lem bằng bạc khối không quân Hoa Kỳ, chủ cũ dán thêm ha. Con này xả rơm ra rát ha, xả rơm ra rát, vỏ lề ba cháu nguyên zin theo máy ha. Thì cái vỏ ba cháu này thì giao lưu với anh em là 1500 nha, 1500. Con này là không có cắn mớp luôn ha anh em, 1500. Đây cũng một con ba chấu nữa. Con này 1948, lề thon dài hơn xíu, 1948 ha, vỏ đồng ruột niken. Chữ này là hồi xưa mua thì về nó vậy, là em giao lưu vậy nha. Bên Mỹ nó khác ha. Nguyên zin, lề ba chấu 1948. Cũng 1500 luôn nha anh em, 1500. Rồi hai cái vỏ này đợt rồi nè. Hai cái vỏ này là hai cái vỏ chính hãng Sipo Mỹ sản xuất. Và những cái cây này nó cũ rồi, Nhật nó xả rơm ra. Nó đánh mạ một lớp anti wear ha. Nhật nó làm lại vỏ Sipo zin nhưng mà Nhật nó chế tác lại ha. Thì những cái vỏ như thế này thì giá trị nó không có cao ha. Em giao lưu với anh em là nó 250 thôi nha, 250 cho anh em chơi thôi ha. Những cái màu này là anti wear nhưng mà anti wear của Nhật nó độ lại ha, 250. Coi còn cái nào nó để giao lưu với anh em không. Đây một cái vỏ rách xả 1994, 94 rách xả ha, rách xả rơm ha, 1994, lề lõi nguyên zin. Cây này thì anh em giao lưu là em cân lề lại cho anh em đàng hoàng ha, nó không bị mớm như vậy nữa ha.
khi anh em giao lưu là em cân lề lại đàng hoàng cho anh em sử dụng ha. Vỏ này em giao lưu với anh em là 200 thôi nha, 200 thôi. Rồi, hôm nay em lên giao lưu với anh em nhiêu đó, anh em có giao lưu liên hệ qua hồ sơ nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.